cô bà chú bảy gặp mặt anh lại hỏi khi nào thì mình mới rước dâu mới 30. Còn tụi anh tụi chơi mà đâu dám tới nói chuyện gia đình mà xui ghê. Anh lại dính với em tính ra duyên thì hai đứa hỏi hàng. Theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tích tình tan tình tan, không khí hôm nay rộn ràng. Thêm dắt con dâu về nơi xóm trên xóm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng mà nói với em tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao rước con dâu ngoan về nhà. Thiệp mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu. Không nghĩ một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một hai ba vô khui bia đi bạn ơi. Lên bia đi bạn ơi. Cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay. Chơi hết đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mái ấm con cháu sum vầy. Lo mặn ăn nghĩ đến tương lai. Hết ngày hôm nay con xin khép lại. Một hai ba vô khui bia đi bạn ơi. Lên bia đi bạn ơi. Cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay. Chơi hết đêm nay rồi về. Tình tan tình tan, không khí hôm nay rộn ràng. Thêm nhắc con nhau về nơi xóm trên xóm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng mới nói với em tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao rước con dâu ngoan về nhà. Tình tan. Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông 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 ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng rầu đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không có anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết đường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe đây em thương anh lắm đó mình ơi. Cưới hồng, chốt nha. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt. Ai nói mà không được, như anh nè. Lấy anh hông, chào cao anh đưa tới. Dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà. Đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành. Tuổi đôi mươi cầm tấm thiệp hồng. Xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới. Chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộng ràng, ngày thành hôn của đôi ta. Cô chú bác gì, sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chẳng chờ làm gì, chồng ơi tới luôn. Anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên xóm dưới vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui qua chung. Vì là vì bên anh mình băng qua cánh đồng xanh. Đồng xanh chấm chứa tình niệm trọn một đời dành cho anh mới. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em quay anh rồi em không ơi anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm. Thương thì nói là thương, là em nói nghe đây em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây.
mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao? Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây em thương anh lắm đó mình ơi. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, nhằm ngày 10 tháng 3 năm 2023. Chúng tôi, họ nhà trai, xin tấn lễ gồm trước hết là khai từ đường với đôi đèn cùng khai diệp. Sau đó là mâm cầu cao cùng 8 mâm lễ vật. Chúng tôi xin trân trọng kính lễ để đại diện mọi nhà gái chấp lễ cho cuộc lễ được tiến hành đúng giờ đại kiết. Vỗ tay quý vị. Qua đồng chủ tàu hai họ chú trai cũng đã là trình bày qua rất nhiều ở đây chúng ta đã biết đó, thì bây giờ đại diện cho anh nhà gái đó thì chúng tôi là nhận cái tiến lễ này là coi như là mọi việc đó là tiến hành tới rồi. Xin mời hai chú bắt tay cái đi, bắt tay thân mặt cái gạt gạt chú Vũ vậy rồi.
hạnh phúc ngày mai chuyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngay chi xứ xa, em thưa mẹ cha em theo anh về cho mình được nên duyên thật đôi. Chàng trai miền quê đôi mương cắm câu, đồng xa ruộng sâu đẹp chi dài dầu. Còn em hiền ngoan nơi chốn xa hoa, chịu anh cái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Dẫn giá qua rồi mình đám cưới anh ơi, giang nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Bây giờ cái phần của ông nội bà nội cho cháu lại là chế xá. Vậy là đứng tại đó, đứng tại đó cung tay xá ngay hai xá. Vậy là phần ông bà xong. Nhận tay thôi nha. Là cô chú một ly mình uống luôn đi cô chú. Rồi Linh ơi, đứng lên Linh ơi, đứng đứng lên tại chỗ luôn. Tại chỗ luôn. Sắc. Rồi cô lượng kia chuẩn bị luôn đi nha. Còn ai tại đại diện đó. Hai chị em bên thôi chứ nhà lắm. Uống cả hết rồi. Chung tay xá hai xá luôn lên đây. Rồi. Thank you.
Bữa nay mình đã uống vào ra ngày cháu mình uống trăm đi rồi đây một lần nữa chúng tôi đại diện mọi nhà trai xin kính chào quý vị và chúc quý vị được an khang thịnh vượng. Đến đây chúng tôi hội nhà trai xin lập sính lễ. Cái phần sính lễ thì gồm có hai phần, phần ngân và phần kim. Chúng tôi xin phân tách như sau. Trước hết cái phần ngân á gồm 50 triệu đồng tiền bạc Việt Nam, là bao gồm lễ nói, lễ cưới và những đồ vật dụng cho cô dâu. Về phần kim á là có 3 lượng vàng 24. Quý vị nghe rõ nè. Một bộ nữ trang kim cương gồm một sợi dây chuyền, một đôi bông, một vòng tay, một chiếc nhẫn. Thứ ba là cặp nhẫn cưới kim cương của đôi tân lang và tân duy nhân. Chúng tôi xin kính trình lại với họ nhà gái. Tại xin lại tôi xin phép chút nha. Hội nhà trai đó kim và ngân thì chúng tôi hội nhà gái cũng đã nhìn thấy một cách cụ thể chứng minh chính xác và đây cũng có một bác ý kiến. Và hôm nay thì chúng tôi cũng xin là nhận cái lễ này. Bây giờ mọi việc thì tiến diễn tiếp thì sau đó thì mời là hai xuân gia gì đó ha, thì đeo cho con cháu gì đó cho dâu. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lòng. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Còn nhớ
đầu tiên ta gặp nhau. Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lên em với Trăng ra đứng kế hai ông đại diện luôn. Gì đó, đứng ngang, đứng chung luôn. Rồi mời hai chú bắt tay cái thân mặt cái luôn. Nhưng mà rồi thì bây giờ đó thì gia đình của dì gái các cô kính mời quý vị người đẹp xuống đây chấp xuôi ra rồi mà đi về cầm gỗ mà đi chăng qua đây nè, lên đó đây rồi cũng vậy tôi vô cái đi vô cái rồi vậy tôi vô rồi rồi vậy được tôi bỏ trắng nè rồi em chờ tôi bỏ đen nè rồi ra ngoài trước rồi nhìn máy giùm em, nhìn máy giùm em con rồi cười cái cô dạy rồi rồi đúng rồi vô kề vô để cho cháu nó làm lễ nó biết cái này cái gì mẫu xã hai xã thì đúng rồi rồi mà rồi nhìn cái máy em nè lên trước bước lên rồi rồi đúng rồi rồi nhìn máy con nè chú ơi rồi rồi anh chị sáng ngày sáng được vậy thầy cháu là thầy gọi xong rồi tại vì khi là nhà gái đó thì chúng tôi kinh động kính mời toàn thể cái gì hết bàn lý về tiền tiệc rồi cho nhà của tay đi cả nhà ơi. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, từng vinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc.
thật lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Mày quá thương em nên anh ráng sang năm bằng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Chào em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Thương anh mấy núi em cũng treo bên sông, em cũng lội mấy đèo em cũng qua. Thương anh cái tính anh thật thà, trái quê mà chẳng chắc mực mà sao dễ thương. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Chàng ơi, tìm má em không được vui, vì em đã hơn 20 mà chưa có ai đánh xinh bằng xuôi. Chờ anh quá lâu rồi xuân đi thu đến hạ tàn, mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Anh đừng có tính quanh co, em sẽ cho anh no đòn. Ngày mai 22 ngày tốt, mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chuốc xuân ba la, mình gắn thêm thật dài bông hoa dân trà 12 bên ba má. Cho cách chặt cái tình xưa già, đã quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây phận. Em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Để ráng năm sau mình kiếm thêm cục cưng, có cháu ấm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tơ hồng đa đôi cho mình bên nhau suốt đời. Em cũng đâu có tính nhây, nhưng mà khổ nỗi cái mọi thứ không mỗi cái, còn ông ba cứ hối chứ đâu có cho ẩm đây. Nên là em cũng ráng yên tâm đi anh, đợi chờ nào nó cũng đáng. Chắc là khi đông về hay là lúc thu sang thì mình cũng sẽ cưới chứ không phải đàng hoàng. Cứ em về thì em định xin hứa, đừng có chuyện nhà cửa nó thiệt anh khỏi lo. Riêng nấu cơm giặt đồ hay rửa chén anh cứ để cho em. Nếu như cảm thấy khó gì cái chuyện cứ anh mà em còn dám làm thì có gì trên đời em cảm thấy khó đâu. Nói vậy thôi chứ tôi thì muốn chết, nhưng mà giữ cũng được miễn mình mày có nhà. Anh đừng có tính quanh co, em sẽ cho anh no đòn. Ngày mai 22 ngày tốt,
mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chốt xuồng ba la, mình gắn thêm cái dài bông hoa dân trà mời hai bên ba ba cho cất chặt cái tình xưa già đã quyết tương. Kính thưa quý vị thân mến, sinh con ra và nuôi con không lớn thì bất kỳ ai trong cuộc đời làm cha làm mẹ cũng đều mong muốn cho những đứa con thân yêu của mình trở thành khôn lớn trong vòng tay yêu thương của họ. Và việc giữ vợ gả chồng là một món quà ý nghĩa hạnh phúc nhất mà những đấng sinh thành. Họ đã dùng hết tinh thần còn tìm lý trí của họ, dùng hết khoảng thanh xuân trong cuộc đời của họ để gửi tặng đến cho những đứa con thân yêu của mình trong cuộc sống này. Kính thưa quý vị, và cũng chính vì vậy trong những giây phút thiêng liêng của buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, bằng tất cả niềm trân trọng cho phép chúng tôi là những người thực hiện chương trình nghi thức lễ cưới sáng ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị những vị sẽ đại diện cho nghi thức lễ cưới. Và ngay sau đây về phía đại diện nữ trưởng hôn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị, đó chính là ông Lê Thanh Tùng, cùng đại diện phu nhân của mình là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, là đại diện song thân của cô dâu Bảo Trân và cũng đồng thời là đại diện nữ trưởng hôn cho nghi thức lễ cưới sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông bà cùng nhau tiến về sân lễ. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy dành cho những vị thông gia của chúng ta và những tràng vỗ tay thật lớn để thay trên lời chúc mừng. Kính thưa quý vị, qua hết kịch bản, tình yêu là mật ngọt trên cao, là ngàn hoa đang tỏ hương sắc, là những thanh âm trong trẻo vang lên giữa cuộc sống và đời thường. Và điều tuyệt vời nhất là khi những thanh âm trong trẻo ấy được hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh, một cuộc sống thêm đầy màu sắc trong tương lai của mỗi người thêm trọn vẹn hơn. Kính thưa quý vị, sau một thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau, cô dâu Bảo Trân và chú rể Di Linh họ đã quyết định cùng nhau trèo lấy con thuyền tình yêu của mình đến bến bờ hạnh phúc. Và cuộc hôn nhân ngày hôm nay không chỉ là một màu sắc ngoại lệ minh chứng cho tình yêu của họ được lên ngôi. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy dành ít phút của mình hướng mắt về sân khấu để cùng nhau chào đón đôi uyên ương hạnh phúc nhất trong nghi thức lễ cưới sáng ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời cô dâu Bảo Trang và chú rể Di Linh, chúng ta hãy cùng nhau tay chung tay tiến về lễ đài. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay ưu ái gửi tặng đến cho cô dâu Bảo Trang và chú rể Di Linh. Tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại đây, là một đại gia đình thật tuyệt vời trong nghi thức lễ cưới sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trong không gian ấm cúng đầy hạnh phúc như thế này, kể từ khoảnh khắc này đây, ban tổ chức chúng tôi xin được long trọng tuyên bố hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, là ngày mà ông Lê Thanh Tùng cùng đại diện phu nhân của mình là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chính thức kết tình thông gia với ông Nguyễn Hùng Dận, cùng đại diện phu nhân của mình là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, và đồng thời quyết định chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt gắn kết xe duyên cho cô dâu Lê Thị Bảo Trân sánh duyên cùng chú rể Nguyễn Di Linh. Trước sự tham dự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị, đó là một món quà xác thực nhất mà quý vị đã gửi tặng đến cho gia đình chủ tiền hai bên, và cũng như gửi gắm một lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cho Bảo Trân và Di Linh trong ngày vui hôm nay. Ngay sau đây một lần nữa xin được phép đại diện cho gia đình chủ tiệc và cũng như cô dâu và chú rể gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nghi thức đầu tiên trong buổi lễ ngày hôm tình yêu và cùng nhau thực hiện nghi thức cắt bánh hạnh phúc. Là biểu tượng cho sự ngọt ngào chung thủy, được kết nối từ hương vị của tình yêu, tạo nên một tương lai đầy hạnh phúc cho người. Đi pha lê tình yêu
và cùng nhau thực hiện nghi thức bật nắp siêu đạo mừng ngày hạnh phúc lửa đôi. Sẽ ghi nhận một tình yêu cao đẹp sâu sắc huyền diệu đẹp nhất của ngày hôm nay. Trên tháp đi pha đô hướng về một cuộc sống hôn nhân đẹp đôi và mỹ mãn hạnh phúc. Một trong cuộc sống khi cô dâu và chú rể chung nhiều nguyện ước đồng tay, tình yêu sẽ được đồng hòa phép chảy. Hai bạn tâm đồng nguyện ý, chúng sẽ bạn sẽ đồng sức đồng lòng bên nhau trọn vẹn đắp dày hạnh phúc bên nhau. Vẫn có một tình yêu trì tồn hạnh phúc và từ giây phút này đây hai bạn đã chính thức nên nghĩa vợ chồng. Tình yêu vợ chồng chúng ta hãy lặng lượng dâng những ly rượu hương kính của mình lên hai bên đã sinh thành trong ngày vui hôm nay. Thế giới này có rất nhiều kỳ quan và một trong những kỳ quan vĩ đại nhất đó chính là cha và mẹ. Nếu như và niềm tin và mẹ dạy ta biết cách để yêu thương. Chào mời và hai bạn đã vừa chia sẻ trên tháp đi pha lê hạnh phúc trong ngày vui hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được phép mời ông bà thông gia chúng ta cùng bước lên một bước để chạm ly nhau, để chúc cho tình thông gia của mình ngày được vững bền thắt chặt hơn. Kính thưa quý vị, quan khách kính mến, như quý vị đã thấy và giờ đây trên sân lễ này, đây là một đại gia đình thật tuyệt vời và hạnh phúc trong nghi thức lễ cưới sáng ngày hôm nay. Và trên tay của họ đang có một ly rượu mừng và họ đang rất sẵn sàng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhau rót cho thật đầy ly của mình, cùng nâng thật cao và hô thật to để cùng chúc mừng cho tình yêu của Bảo Trân và Duy Linh trong ngày quen hôm nay. Tuần nào cũng là tuần trăng mật, tháng nào cũng là tháng yêu thương và năm nào cũng là năm đông đầy bất tận hạnh phúc. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau nâng ly lên sau ba tiếng đếm của Minh Phương nha. Đó, xin mời 1, 2, 3. Lời xin được phép đại diện cho gia đình chủ tiệc và cũng như ban nhạc âm thanh ánh sáng Phước Giàu xin được cảm ơn tất cả quý vị vào buổi tiệc sáng ngày hôm nay đã nhấn chút thời gian quý báu của mình đến đây tham dự và cùng chúc mừng cho tình yêu của Bảo Trân và Duy Linh trong ngày vui hôm nay. Và nếu như trong lúc tiếp đãi tất cả quý vị về các hình thức đón tiếp giờ giấc có điều gì sơ suất, xin quý vị vui lòng bỏ qua cho và thay vào đó là những lời chúc mừng tốt đẹp của quý vị. Một chương trình văn nghệ vui tươi hạnh phúc, chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và xin được trân trọng kính chào. Cô dâu Bảo Trân ngay trên sân khấu này bằng một nụ hôn ngọt ngào nhất, quý vị có đồng ý không ạ? Nếu như đồng ý hãy dành tặng cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Mình vô thế chưa ạ? Đứng ngang là gì ơi? Đúng rồi. Rồi tay của cô dâu đặt lên vai của chú rể à? Rồi tay của chú rể làm gì ạ? À? Mình làm gì ạ? À? Bắt đầu chưa ạ? 1, 2, 3, bắt đầu! Một chào bắt đầu! Sập sình đang trai rước dâu, nhìn đôi tân lang và tân nương thiệt là xứng đôi. Hay là em ơi tụi mình cưới ngay thôi, bôn ba làm chi về đây đã có anh nuôi. Ông thầy đầu ngó phán năm nay ta hợp tuổi, em ơi đồng ý thì anh sẽ tính luôn.
sập sình đang trai rướng dâu. Nhìn đôi tân lang và tân nương thiệt là xứng đôi. Hay là em ơi tụi mình cưới ngay thôi. Bốn ba làm chi về đây đã có anh nuôi. Ông thầy đầu ngó phán năm nay ta hợp tuổi. Em ơi đồng ý thì anh sẽ tính luôn. Cho ngày đẹp nhất rồi hai đứa mình kết hôn. Anh sẽ về thưa tiếng mãi xem chơi tiền luôn ngồi. Mình cùng chung đôi là ngày 25 ta uống rượu say.
là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bây em chưa lớn, chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời. Trong tình yêu như thế nào, sông sâu là bao, nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngàn nồng sống, làm sao mà trông chưa đổ bên, biết nơi nào đục trong. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ. Rồi dâng cho ông bưng mô hai tay một ly dâng cho ông trước. Rồi một ly nữa dâng cho bà nội. Chụp chưa? Rồi bây giờ quay đứng sát vô, giờ anh vô. Rồi hai bà nếm môi đi, ông nội bà nội nếm môi cho cháu đi. Cái gì nói đi. Rồi đón lấy ly lại, cô dâu để xuống cái dĩa đi lại. Rồi cung tay lên xá ngay ông nội bà nội hai xá, xá lễ. Chụp. Rồi vậy. Rớt này lại nửa ly á. Rồi để xuống hai tay dâng cho ba trước. Không để rớt. Sát vô em, đứng sát vô ba. Rồi nhìn máy anh cái này. Rồi rồi tới mẹ. Rồi hai ông bà cụng ly giùm, hai ông bà cụng ly đi. Uống cho con luôn. Đón lấy ly lại cho anh, để xuống. Rồi cung tay xá ngay cha mẹ hai xá. Rồi sát vô ba đứng luôn, sát vô ba để hai tay lên vai ba chụp hình luôn. Rồi má luôn nha. Rồi 1, 2, 3 cái đó nha, 2, 3. Rồi ok. Rồi rồi nhìn má còn cái vượt còn hai ơi, vượt hai ơi. Rồi ok. Rồi dì hai ơi, nhìn má còn cái này dì hai ơi. Rồi ok. Rồi hai ông bà uống giùm con luôn nha. Rồi xá hai xá, xá đi xá hai xá. Rồi vậy. Rồi ok. Ba Tư nhìn, ba Tư nhìn máy con đây 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 đây. Rồi ok. Đứng lên luôn, đứng lên đây cho cháu. Rồi nhìn máy con luôn, nghiêng tay ra chân ơi, nghiêng tay ra nè. Rồi con chú ơi, rồi cô ơi cầm đi luôn, cô cầm đi luôn, cô cầm đi luôn, cầm luôn, cầm luôn. Rồi nhìn máy con luôn, cầm luôn, cầm luôn. Cụng ly cái đi, cụng ly cái đi. Rồi anh chị cho vàng cháu đứng lên đeo luôn, đứng lên luôn, hai bà đứng lên đeo luôn. Rồi nhìn máy con đây luôn. Rồi 1, 2, 3. Rồi. Rồi lấy đi, đi trà đi em.
Rồi, rồi. Rồi, rồi, cô chú nhìn máy con ra trước này luôn. Sát vô em ơi. Rồi. Ok. Rồi. Không to. Và cho cháu. Thì nó đưa tay thì không mà. Rồi, nhìn cái máy con ngoài luôn. Rồi, ok. Rồi, rồi, nhìn máy con ngoài luôn thôi. Sát vô em. Rồi, ok. Rồi, cái này tới rồi, kiểu này tới rồi. Rồi. Còn có gì không có. Cái này luôn chị ơi, 2, 3, còn nghe, còn. Chị. Rồi. Tổng. Nghe vũ tổng. Thẳng ra chứ. Tính đâu đi bèn cái chỗ. Rồi nhìn vô ngoài này. Rồi 2, 3, 2, 3. Rồi. Rồi sát vô chị luôn, đứng đó nhìn máy luôn. Anh ơi ngồi chậm tới xíu giùm em anh ơi. Rồi đẹp rồi, nhìn máy luôn. Cười. Ok. Rồi cũng đi vô hết đi đó. Rồi cầu tay luôn. Rồi. Lúc đầu tiên cái tay. Chào, nó không có cái xe. Rồi. Đâu rồi? Rồi, ok, thôi đứng sát vô anh chị ba cho tụi mình nè. Rồi, mấy đứa nhìn máy cười. Ok. Mấy đứa nhạc qua đó tùy. Vậy rồi. Ồ, vô đi, vô rồi. Đứng cầm hết luôn, đứng cầm cái tay luôn chị ba ơi. Rồi, cười. Ok. Rồi, con đứng. Lên, lên đâu rồi? Lên, lên, chị lên. Có mình hay lên. Được rồi. Người ta để uống ngay. Mình làm nhiều quá Linh không nhớ vô. À đây, đây là một món quà vô cùng quý giá mà em Ly xin dành tặng cho tặng riêng cho chị Bo. Sau bao ngày trông ngóng thế là chị Bo đã có chồng. Và kể từ ngày mai chị Bo đã đi xa. Đây là mà thảo cả tấm lòng. Cả tấm lòng một cây vàng. Rồi, nhìn máy luôn, Rồi, 1, 2, 3, 2, 3, ok. Được chưa? Rồi. Trời ơi, trời quá xịn rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Quá dữ, đẹp luôn, Chồng luôn. Dữ gì sao? Quá đẹp rồi. Quá dữ. Mày ơi, nó quả đi kìa, người ta rồi mày. Mày thấy nó đặng nghèo lắm mà. Rồi quay vô sáu bàn thờ. Rồi á, hai cô đơn đó học ở kinh nghiệm đó. Vô rồi bên đây có vô. Chú quay chết rồi. Rồi rồi cứ nhìn lên đi. Hello đi mọi người. Nhấu lên xíu giùm em. Rồi
rồi em cô dâu xuất qua đây chơi, cô áo dài nước dạng dài ra xíu này, rồi rồi thủ nước sau nước chơi xuất qua đây xíu giùm con, qua đây là thủ ơi. Đúng rồi đó đó, rồi rồi ok rồi 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 cho cô nghe coi nè, coi nè, coi 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 nhiều tấm nè, nhiều tấm nè, nhiều tấm nè rồi ok rồi, trời ơi tấm hình đẹp lắm.